quên chìa khóa vẫn có thể mở cửa dễ dàng. Điều khiển các thiết bị trong nhà bằng giọng nói và nhiều tiện ích khác. Hệ thống nhà thông minh này gồm có 3 thiết bị chính. Mỗi thiết bị là một bản mạch có thể gắn vào một hoặc nhiều module. Cả hệ thống được điều khiển bởi vi xử lý trên điện thoại thông minh. Phần mềm đi kèm được phát triển riêng. Đây là sản phẩm của anh Trần Trung Kiên, cựu sinh viên khoa công nghệ thông tin trường Đại học Cửu Long, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cái mô hình nhà thông minh của em bên em á, thì hoạt động theo cái nguyên lý là điều khiển bằng cái điện thoại như thế này. Khi mình nhấn những cái nút trên đây thì nó sẽ gửi tín hiệu tới server. Server sau đó sẽ xử lý và gửi cái bộ điều khiển trung tâm. Nó sẽ gửi tín hiệu RF là đặt ở trong những cái hộp như thế này. Mỗi cái hộp này điều khiển được 3-4 công tắc. Với hệ thống nhà thông minh của anh Trần Trung Kiên, người dùng có thể tích hợp thêm nhiều module khác nhau cho mục đích sử dụng riêng như cảm biến ánh sáng, chuyển động, khoảng cách, khí ga, nhiệt độ, độ ẩm hoặc cảm biến mưa. Ngoài khả năng điều khiển nhà thông minh, người dùng còn có thể tận dụng hệ thống vào việc canh tác, trồng trọt khi tận dụng cảm biến độ ẩm, cảm biến nồng độ pH của nước để áp dụng vào hệ thống tưới cây tự động thông qua các chỉ số của cảm biến. Giá rẻ và lắp đặt đơn giản, hệ thống này không quá khó để người dùng có thể tiếp cận. Ngoài việc tự chế tạo hệ thống nhà thông minh cho chính căn nhà của mình, thì anh Kiên cũng đã lắp đặt sản phẩm này cho một số hộ gia đình tại thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Với giá thành chỉ khoảng 2 triệu đồng, mô hình nhà thông minh này hứa hẹn sẽ tạo cơ hội cho nhiều hộ gia đình tại khu vực nông thôn được tiếp cận với những tiện ích của thời đại công nghệ số.